Diễn đàn truyền thông phòng chống mua bán người do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 15 tháng 8 vừa qua là hoạt động đầy ý nghĩa. Chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm 2024 là không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống mua bán người. Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình mong muốn gửi tới tất cả mọi người tham dự, đặc biệt là các em học sinh sinh viên hãy luôn là một tuyên truyền viên góp phần cùng toàn dân toàn xã hội chung tay phòng chống tội phạm mua bán người và di cư lao động an toàn khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi mua bán người cần kịp thời tố giác với cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra xử lý